tất cả các bạn với kênh video của Điện Máy Cường Linh cũng như được Cường Khí Tự Thần. Thì có rất nhiều bà con đã hỏi trên kênh Điện Máy Cường Linh rồi là cái dòng máy ép cắm viên S186 thì có thể lắp được động cơ xăng không, hay là có thể lắp được động cơ dầu không. Thì hôm nay để giải đáp cái thắc mắc của bà con thì Điện Máy Cường Linh xin giới thiệu đến cho bà con cái dòng máy ép cắm viên S186 chạy động cơ xăng. Đấy thì nó sẽ phù hợp với đối với bà con nào mà trong cái nhu cầu mà thường ngày sử dụng không phù hợp với cái dòng điện lưới không có, hoặc là những cái dòng điện lưới nó quá yếu, thì bà con có thể sử dụng cái dòng S186 chạy động cơ xăng này. Thì nó sẽ phù hợp với bà con khi mà sử dụng thì di chuyển cơ động, rất là cơ động trong cái quá trình sử dụng, thì nó sẽ không phụ thuộc vào cái dòng điện lưới cho bà con. Thì là cái dòng động cơ xăng này. Động cơ xăng này thì nó sẽ có công suất là 6,5 HP, động cơ Seiki, thì rất là dư giả cho bà con trong cái quá trình sử dụng để ép cắm viên, với là cái năng suất cũng như là với là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu thì nó khoảng tầm nửa lít trên một giờ, và cái tốc độ ra cám là từ 150 đến 180 kg một giờ. Thì bà con rất là kinh tế trong cái quá trình mà bà con sử dụng để sản xuất cái phần cắm viên cho bà con. Đây là vô cùng hợp lý để bà con sử dụng cái dòng ép cắm viên này, đồng chạy động cơ xăng này. Thì sau đây Điện Máy Cường Linh xin giới thiệu đến bà con, thứ nhất là cái giá bán, và thứ hai là cái cấu tạo của cái dòng máy ép cắm viên chạy động cơ xăng rất là mới này, chưa được giới thiệu cho bà con đến cái dòng động cơ xăng này. Thì trước tiên là cái phần giá bán thì nó vẫn có giá là 8.500.000, và nó sẽ ít hơn cái dòng chạy dưới cu loa động cơ điện là khoảng 200.000. Thì đối với cái dòng động cơ điện mà 3,5 kW này thì đang có giá là 8.700.000, còn đối với cái dòng động cơ xăng thì nó là 8.500.000. Thì bà con có thể tham khảo qua cái phần giá bán để làm sao cho nó phù hợp. Còn nếu như bà con nào ở nhà mình có động cơ xăng rồi hoặc là có động cơ điện rồi thì bà con có thể mua phần khung không của phần máy ép cám này. Thì phần khung không thì đang có giá hiện tại là 6.500.000, là bao gồm cho bà con là cái phần đầu máy, chân đế phếu ra phếu vào, tấm chắn, dây cu loa, buli đầy đủ cho bà con một bộ như thế, để bà con về sử dụng máy thì vô cùng yên tâm. Đối với cái dòng động cơ điện thì phần khung thì vẫn có thể lấy kèm cho bà con đầy đủ cái phần automat cũng như là phần dây điện đầy đủ cho bà con, về mình chỉ có việc lắp motor vào thôi, rất là tỉ mỉ cho bà con trong cái quá trình vận chuyển đi. Đấy là đối với cái dòng máy ép cắm viên S186 đời mới này. Thì sau đây Điện Máy Cường Linh xin giới thiệu đến cho bà con cái cấu tạo cụ thể của cái dòng máy S186 chạy xăng này luôn. Thì máy nó sẽ có những cái phần chính như sau, thì nó sẽ bao gồm tất cả là 4 phần, là phần đầu máy, đầu ép, phần động cơ, phần chân đế và phần bộ phận chuyển động của máy. Thì trước tiên là cái phần đầu ép đi. Phần đầu ép thì nó sẽ bao gồm một cái phần phếu như thế này đây, có đường kính là 40 phân và cái đường kính lòng phếu là 15 phân. Thì một cái phần phếu như thế này thì bà con có thể đổ từ 4 đến 5 cân cám sau khi đã pha trộn. Thì đối với phần cám pha trộn thì giới thiệu qua cũng như là nhắc nhở qua cho bà con luôn cái phần cám. Thì là cám thì bà con sẽ chuẩn bị cho Điện Máy Cường Linh cũng như Cơ Khí Tự Thần từ 40 đến 50% là cám bột. Còn lại thì những nguyên liệu như là ốc mưa vàng, cua, cá, ốc, ngô, khoai, sắn thì bà con có thể trực tiếp pha trộn vào và cho một cái tỷ lệ độ ẩm phù hợp là từ 5 đến 15% thì sẽ ra viên cho bà con cực kỳ đẹp, cũng như là đảm bảo được cái năng suất ra viên là nó là tốt nhất. Thì để bà con chú ý qua cái phần pha trộn như thế thì không để cho cái phần nguyên liệu quá khô, hoặc là cái phần nguyên liệu nó quá nhiều cái nguyên liệu thô thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là tốc độ cám nó ra chậm, cũng như là nó không ra cám cho bà con. Thì đấy là những cái lưu ý nhỏ khi bà con sử dụng để pha trộn cám. Có cái phần phếu này bà con có thể cắt rời ra nhé, cắt gọn ra. Thì đối với phần phếu này thì khi bà con sử dụng để tháo cái phần mặt sàng hoặc thay thế phần mặt sàng thì bà con vẫn phải rút cái phần phếu để ra cắt gọn cho bà con. Đấy thì mình cắt sang một bên thì sẽ thấy rõ được tất cả có 3 quả lô. Thì cái ưu điểm của phần 3 quả lô này, thứ nhất là tốc độ ra cám nó sẽ nhanh hơn cái phần 2 quả lô, và cái phần độ tì cũng như là cái độ tiết diện để cho cái phần mặt sàng nó sẽ tốt hơn, đều hơn, thì sẽ đảm bảo được bà con cái độ an toàn cũng như là cái độ bền bỉ nó cao hơn cái phần 2 quả lô. Và một phần lưu ý nhỏ nữa thì bà con khi sử dụng cái phần 3 quả lô này thì mình sẽ siết làm sao cho nó đều 3 quả lô. Đấy, để nó quay đều cả 3 cái, tránh cái trường hợp bà con siết một cái nó nhiều quá hoặc là hai cái nó nhiều quá thì nó sẽ bị vắt mặt đầu lên. Thì khi bà con siết hết cớ xuống thì nó vẫn không thể siết chặt quả lô xuống được. Thì đấy là một cái lưu ý nhỏ cho bà con trong cái quá trình sử dụng cái phần máy ép cám viên S186 này. Thì bà con sử dụng 3 quả lô thì mình chú ý những phần lưu ý nhỏ như thế. Đấy, thì sau khi siết những cái phần quả lô xuống rồi thì bà con sử dụng thì làm sao để đảm bảo cho phần quả lô thì nó đã được quay đều rồi, cũng như là cái phần mặt sàng nó không bị tì quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng cái mặt sàng nó bị mòn. Thì bà con chú ý là mình sẽ siết đều, cũng như là siết vừa phải thôi. Đấy là cái phần đầu máy, đầu ép. Còn ngay bên dưới của phần một con ốc đen này, nó sẽ gồm hai con ốc trắng, tất cả có 6 con. Thì 6 con ốc này có tác dụng là nó sẽ liên kết cái phần đầu trên, phần đầu dưới. Thì để cái trường hợp mà bà con sử dụng để tháo sàng hoặc là thay thế sàng, vệ sinh sàng thì bà con sẽ mở 6 con ốc này, sử dụng cái cơ lưới 17. Còn đây là cái phần để bà con ra cám này. Phần máng cám này nó có bề rộng là 10 phân, bề rộng là 10 phân và bề dài là 20 phân.
Đấy, và trước cái phần cám này nó có cái ốc 10. Cái ốc này thì để điều chỉnh cho bà con cái phần dao này, dao cắt. Thì là muốn viên cám ngắn, viên cám dài thì bà con điều chỉnh ở ngay ở đây, cái phần dao cắt cám này. Thì khi bà con nâng lên thì nó sẽ cám nó ngắn, còn mà hạ xuống thì nó sẽ dài. Đấy, tùy theo mức độ sử dụng của bà con thì cho vật nuôi nào ăn nó phù hợp thì mình sẽ điều chỉnh cái độ ngắn, độ dài của cám cho nó phù hợp. Đấy, còn lại đây là cái phần bầu hộp số của máy cải tiến mới so với những cái dòng đời cũ hoặc là những cái dòng bằng gang trên thị trường thì nó sẽ là bằng thép. Đấy, cũng như là có phần đồng hồ đo nhớt ở ngay bên này đây. Thì để đảm bảo bà con sử dụng thì trong cái quá trình sử dụng thì chú ý được cái phần nhớt. Còn tên này là cái phần để bà con đổ nhớt này. Đấy, sử dụng cái cờ lê 17 để tháo mở cái phần đổ nhớt này. Và có một cái phần lỗ thở để cho tránh cái trường hợp nó bị thổi răng. Đấy, rất tỉ mỉ trong cái quá trình thiết kế. Còn ngay bên dưới này là cái phần bà con để xả nhớt ra này. Đấy, bà con xả nhớt cũng như thay thế nhớt ở đây. Đấy, trên này là lỗ để bà con đổ vào, còn bên dưới này là xả ra. Đấy, còn đây là cái phần đặc biệt cũng không kém của cái dòng S186. Thì nó sẽ sử dụng cái phần cầu sau của ô tô luôn. Một cái phần cầu sau rất là lớn đây. Đấy, được ốc thẳng cũng như được hàn thẳng, cũng như là được bắt vào cái phần hộp số bằng thép rất là chắc chắn đây. Thì nó sẽ đảm bảo được cái độ bền cũng như là cái độ bà con sử dụng tuổi thọ nó rất cao. Đấy, còn lại toàn bộ cái phần hộp số này được liên kết cũng như là được đấu nối bởi một cái phần bù ly hai rắn như thế này đây. Thì bên Điện Máy Cường Lên cũng có thiết kế cho bà con cái phần tấm chắn dây cu loa rất là an toàn đây trong quá trình sử dụng. Đấy, thì máy thì sử dụng bộ phận chuyển động là cái phần dây cu loa với hai bản dây cu loa là bản B, B55. Đấy, qua phần động cơ cũng sử dụng là phần bu ly đôi luôn. Rất là yên tâm. Đấy là bộ phận chuyển động của máy thì có tấm chắn rất là an toàn. Đấy, còn lại thì đây là cái phần động cơ của máy này. Sử dụng cái động cơ Seiki 6,5 HP. Thì giới thiệu qua cho bà con cái cách khởi động của người công tác sử dụng của phần động cơ Seiki này luôn. Thì nó sẽ có một phần công tắc màu đỏ đây. Thì bà con gạt xuống bên dưới là phần nút on. Đấy, và trong quá trình khi máy mới sử dụng về thì chưa có nhớt thì bà con chú ý mình đổ nhớt vào và trực tiếp mở khóa xăng. Khóa xăng thì sẽ mở sang phía bên trái, còn phần le gió sẽ mở sang phía bên phải. Đấy, thì bà con tiến hành giật nổ, và khi mà máy đã nổ rồi thì mình sẽ đóng cái phần le gió lại. Và bên trên cái phần tay màu bạc này, phần tay ga, đấy, ga lớn ga nhẹ thì tùy theo mức độ sử dụng của bà con đấy mà mình ga sao cho nó phù hợp. Đấy là cái dòng máy ép cám chạy động cơ xăng. Đấy, còn phải là phần chân đế thì cũng là một cái phần cải tiến cũng rất là rõ rệt do Điện Máy Cường Lên đã tiếp thu cái ý kiến của bà con. Thì nó sẽ sử dụng một cái phần bản thép lớn. Bản thép lớn đây có 4 bánh xe đây. Đấy, di chuyển và cũng như là cái phần bản thép lớn như thế này thì nó sẽ chống được cái hiện tượng vặn xoắn khi bà con sử dụng máy, và chống được cái triệt tiêu được cái độ dao động khi mà sử dụng. Với một cái phần bản thép như thế này mà không phải là những cái phần V nó hàn lại với nhau thì nó sẽ tạo ra cái độ liên lạc của máy, và sử dụng trong cái quá trình sử dụng nó sẽ yên tâm hơn. Và máy thì được đặt trên 4 phần bánh xe cao su. Thì những cái bánh xe cao su này nó sẽ giúp triệt tiêu được những dao động, và nó sử dụng trong cái quá trình sử dụng máy nó sẽ êm ái hơn. Riêng cái dòng máy có dây cu loa này nó sẽ có cái độ êm ái rất tốt. Đấy, với công suất là 1 giờ từ 150 đến 180 kg thì hầu như nó cũng đáp ứng được bà con trong cái quá trình sử dụng hàng ngày rồi. Bà con sử dụng hàng ngày đó là vất vô cùng yên tâm về cái dòng máy ép cám này. Trọng lượng của máy ép cám thì rơi tầm độ 80 cân. Đấy, thì bà con sử dụng thì trong quá trình sử dụng thì có bánh xe di chuyển thì nó cũng tiện lợi hơn. Đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy ép cám viên chạy động cơ xăng hoặc là động cơ điện hoặc là khung, có thể liên hệ bên Điện Máy Cường Lên, địa chỉ 36 Cổ Điển, xóm Bảng, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để dưới góc màn hình đây để được báo giá và tư vấn cụ thể về sản phẩm. Máy thì được chuyển đến tay bà con thì hoàn toàn 100% là máy mới và được bảo hành 1 năm. Đấy, đến tay bà con có thể cắm điện vào kiểm tra và ép thử máy được. Đấy, chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video chúng tôi. Nhấn nút đăng ký để xem những video mới nhất và cập nhật những chương trình khuyến mại. Chân thành cảm ơn.